Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tắm mát cho các bạn chó sói nè, bạn mèo Doraemon nè, và bạn bò sữa nha. Đây, máy xúc của chúng ta này. Máy xúc hôm nay sẽ xúc nước để tắm cho các bạn. Xúc nước nào. Múc lên. Nào bạn Doraemon trước. Dội nước vào đầu bạn Doraemon đấy. Tiếp theo. Sữa. Tắm nước cho bạn bò sữa nha. Nào, cho sói. Nào, đây mà. Ui, mát quá. Thích quá. Tắm mát đấy. À, tắm mát cho bạn Doraemon. Nghe Doraemon nào. Thật là tuyệt vời. Đấy, ướt hết rồi nè. Ướt hết rồi. Nào, gõ trống lên nè, mát nè, gõ trống thử nè. Gõ trống thử xem nè. Xem là đưa mòn gõ trống. Đấy, tắm mát thì gõ trống vui quá. Vui quá, cảm ơn bạn mấy cậu nhá. Gõ thêm nè. Cậu nha, bạn đã tắm cho tôi thật là mát. Thật là tuyệt vời. Máy xúc hôm nay làm rất nhiều việc tốt nha. Tắm cho các bạn. Tắm cho bạn Doraemon nè, bạn mèo, bạn chó sói và bạn bò sữa nè. Máy xúc hôm nay thật là tuyệt vời. Hoan hô máy xúc nào. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Và nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tớ nha. Chào tạm biệt.